Tổng hợp 5 cuốn Paris by Night sóng gió nhất của trung tâm Thúy Nga trước thềm phát sóng Paris by Night 136, hành trình 40 năm đang rầm rộ bữa giờ. 1. Paris by Night 40, chủ đề mẹ. Số 40 với chủ đề mẹ đặc biệt gây tranh cãi trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong đó có một đoạn phim cho bài hát ca dao mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đoạn phim minh họa gồm một đoạn tài liệu có cảnh máy bay pháo kích dân thường đang chạy trốn tại miền Nam Việt Nam. Nhiều người trong cộng đồng người Việt hải ngoại phẫn nộ và cho rằng Thúy Nga đã bêu xấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã viết thư đến các tòa soạn kêu gọi tẩy chay Thúy Nga và đã biểu tình trước trụ sở. Cả hai ông Tô Văn Lai và Nguyễn Ngọc Ngạn phải viết thư xin lỗi cộng đồng trong các tờ báo lớn và cộng đồng người Việt hải ngoại. 2. Paris by Night 90, vụ ông Tô Văn Lai bị bắt giữ tại Việt Nam. Năm 2007, ông Lai từng bị bắt khi về Việt Nam quay phim cho Paris by Night 90, chân dung người phụ nữ Việt Nam mà không đăng ký xin phép chính quyền. Qua kiểm tra của công an Việt Nam thì ông Lai mang cùng hơn 30 băng đĩa có các cảnh quay tại Việt Nam. Theo kịch bản, DVD có đề cập đến vấn đề phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc. Sau sự cố này, ông Tô Văn Lai được về nước và kịch bản chương trình đã thay đổi và chủ yếu tập trung vào những người phụ nữ Việt tại hải ngoại nhiều hơn. 3. Paris by Night 91, chủ đề Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Các báo chí trong nước thường xuyên chỉ trích nội dung của Paris by Night và cho rằng Thúy Nga đang thực hiện các chiến dịch tâm lý chống phá quê hương. Đặc biệt là sau chương trình Paris by Night 91 có cảnh Huế mậu thân tái hiện lại khung cảnh Huế trong cuộc tấn công của quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 31 tháng 1 năm 1968. Ngay khi bùng nổ vấn đề, Nguyễn Ngọc Ngạn cùng trung tâm Thúy Nga bị cuốn vào làn sóng bị tẩy chay. Tức tốc, ông Ngạn cùng với Tô Văn Lai phải viết thư cáo lỗi. 4. Paris by Night 104 Business. Vụ kiện giữa Tô Ngọc Thủy, Huỳnh Thi và Nhông Nguyễn năm 2011 đến 2012 gây ra nhiều ảnh hưởng trái chiều. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2011, Nhông Nguyễn đã làm đơn thư kiện hai bị cáo là Mary Tô và chồng bà là Bao Huỳnh. Chi tiết là các bên đã cam kết một hợp đồng chủ quyền chung về việc mua tài sản địa ốc. Sau này, Nhông Nguyễn mới phát hiện rằng hai vợ chồng đã chiếm đoạt số tiền mà nguyên cáo đã trả là 625.000 đô để thế chân bảo đảm món tiền vay nợ từ ngân hàng mà ông không hay biết. Vụ kiện này đã ảnh hưởng đến uy tín của vợ chồng Tô Ngọc Thủy nói riêng và Paris by Night nói chung rất lớn. Thời điểm đó, cuốn Paris by Night 104 phát hành vào tháng 12 năm 2011 ít nhiều đã bị ảnh hưởng. 5. Paris by Night 124 chủ đề Anh cho em mùa xuân. Từ năm 2008, nhiều đài truyền hình trong nước như truyền hình Vĩnh Long hay VTC9 đã và đang hợp tác với Thúy Nga và đài truyền hình Việt Pay TV để sản xuất chương trình. Ngoài ra, Thúy Nga có nhiều nghệ sĩ đến từ Việt Nam hoặc trở về Việt Nam hoạt động, nên vào tháng 3 năm 2018, một đoàn người mang theo cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa kéo đến trước trụ sở cũ của trung tâm Thúy Nga để biểu tình phản đối đài truyền hình Việt Pay TV. Vụ phản đối này xảy ra khi cuốn Paris by Night 124 vừa mới phát hành được một tháng. Sau đó, Thúy Nga nhanh chóng đính chính rằng họ không quản lý lịch trình nghệ sĩ, không để gián đoạn hoạt động. Khoảng 2 tháng sau cuộc biểu tình, trung tâm bắt đầu ghi hình cho số Paris by Night 125 để dời sự chú ý của dư luận. Bạn có biết thêm những vụ nào rầm rộ thì hãy để lại bình luận cho kênh cùng biết nhé. Like, share và đăng ký để đón chờ nhiều thông tin mới hơn.